lại dẫn mấy bà đi chợ tiếp nè. Đố mọi người em đi chợ nào đó. Chị cua nó bán sao hả chị? Cua 50 lận chị. 50 lận hả? Cua bớt được không? Cua bớt được không? Cái cây cầu ở kế cái chợ này là cầu Ba Hồ. Mà em không biết có phải cái chợ này chợ Ba Hồ hay không nữa, em quên nhìn bảng mất tiêu rồi. Chị này chỉ chơi chứ bán cá mà chỉ đổ văn ra ngoài tùm lum hết trơn à. Làm em ngứa tay gần chết luôn hà, lỡ em gặp em lụm rồi sao. Thôi mốt mà đổ cá văn ra ngoài em lụm gán chịu à. Cá sạch nó bán sao cô? 500 5 ngàn con. 5 ngàn 100 hả? Ừ. Cho con nửa ký đi. Cá sặc người ta làm sẵn như vậy cho mình 50 ngàn một ký à, em tính mua nửa ký thôi à. Cái này cá sặc đẹp hả cô? Này sặc đẹp chứ bà sặc tốt, lộn xộn mà sặc bướm hôm nay ít xỉu anh. À ở đây có bà nào biết phân biệt cá sặc đẹp với cá sặc bướm không? Cho con hết bao nhiêu cá sặc đó đi. Dạ. Bán sao hả cô? 50 cô. Cho con nửa ký. Tính là mua chừng nửa ký cá sặc thôi à, nhưng mà thấy còn nhiêu em mua hết luôn. Dạ thôi mua trái bầu nhỏ hả? Trái bầu à? 2 trái 15 2 trái 15. Dạ thôi con lấy 1 trái nha. 8 ngàn. Cái này bán sao hả chị? Dạ nửa ký đó 15 ngàn hả chị? Bón vậy là nửa ký đó hả? Dạ bón nửa ký. Cho em bón đi. 30 ngàn ký. Em mà gặp rau chạy thì dễ gì mà em bỏ qua cho được, nhất định phải mua. Bán sao hả bà? Ở bên đây là 4 ngàn trái hả cưng. Ở bên đây thì cặp 15. Mấy chị biết làm sao mà em thường mua khóm không? À, em mua khóm về để mình vắt nước ra để mình ngào với me, rang thêm một ít đậu phộng nữa. Khi nào mình uống đá me thì mình bỏ đậu phộng vô, mình có khóm vô nó thơm lắm mọi người. Ghé tiệm bánh mì mua thêm một ổ, mua thêm ít trái cây để cúng ông địa. Cho con một hộp rau câu. Bán sao hả cô? Hôm nay em tính là không có mua bánh rồi đó, nhưng lỡ chớn lội tới đây cho nên mua vậy thôi chứ em cũng đâu có muốn đâu. Chị cái ngó lục bình bán sao ạ? 20 ngàn hả chị? Cho em nửa ký hả? Không mua bánh là về rồi đó hả, chưa còn quầy ra thêm quận nữa nè. Có bà nào đã từng ăn ngó lục bình chưa? Bà con má bán sao bà? Mới này 10 ngàn hả? Cho con mớ đó đi. À, ai chê em ngu chịu chứ em thích ăn cái rau má mà cái loại mà nhổ nguyên dây giống vậy nè mọi người. Nấu canh ăn dai dai nó ngon lắm. Bán sao hả chị? 40 ngàn ký. Bán cua vàng hả chị? Cua vàng á, bạn thịt chân à. Cho em nửa ký đi. À bởi ăn chướng khí thì nó vậy chứ làm sao. Còn đây ốc cua vàng. Bữa em nói rồi mà ốc này có nhầm chỗ người ta bán luôn á mà nhầm anh chị không tin em. À, cái nào em thấy em mới nói chứ em có nói dốc đâu. À, em mà gặp những người bán rau má mà nhổ luôn dây như vậy em mê lắm. Mà mình ăn nguyên cái dây như vậy nó nên thuốc lắm nha mọi người. Rau má như vậy mới đúng là không phân không thuốc nè. Chứ người ta trồng có phân có thuốc người ta cắt không à, ai nhổ giống vậy đâu. Cái này nó mọc thí người ta mới nhổ như vậy á. À, còn đây bánh lá mơ, thêm một hộp rau câu nữa. Quýt này hình như là không phải quýt mình đúng không mọi người? Em nghe nói quýt này ăn nhiều thì nó sẽ không có tốt. Nhưng mà lâu lâu mới ăn một lần chắc không sao đâu. Lâu lắm rồi em mới gặp được trái bầu sao này luôn á. Mấy chị không biết làm sao chứ chỗ em gọi trái đó là trái bầu sao đó. Không thấy nó có ngôi sao nữa cho nó chỉ bông bông thôi mà gọi bầu sao. Người ta phải kêu là bầu bông mới đúng chứ. Trong đó là phần rau củ quả. Bây giờ tới phần ra cá mắm nè. Nhìn tới cua đừng có tưởng tôi uống rêu nha mọi người. Nấu canh với trái bầu đó. Cá sặc đó là 5 ngàn 100. Em mua nhiêu đó 800 gram là 40 ngàn á. À quên cái vụ con cá sặc đẹp với con cá sặc bớm. Con cá sặc đẹp thì nó sẽ không có bông nha mọi người. Con cá sặc bớm thì nó sẽ có cái bông. Bông là cái chấm chấm đen đen ở trên mình đó. À, cá sặc bớm thì mình ăn sẽ ngon hơn con cá sặc đẹp á. Thường thì con cá sặc bớm nó sẽ nhỏ hơn cá sặc đẹp. Cá sặc đẹp thì lúc nào nó cũng bự hơn hết trơn. Em nghe người ta nói em nói theo vậy thôi chứ em có biết đâu. À thôi mời mấy chị ăn bánh với em nha. À, cái bánh này cũng hạn chế bán lắm mọi người. Chỗ có bán chỗ không. Bánh này nó sẽ không có giống như cái bánh bò mà chỗ nào tôi cũng có bán hết trơn á. Nhầm nơi người ta sẽ không biết tới cái loại bánh này luôn á. Hộp rau câu 15 ngàn. Hộp rau câu 15 ngàn ăn béo nhất cái nách luôn. Nhưng mà béo quá thì nó sẽ ngán đó. Chỉ ăn được có 2 miếng thôi à. Kiểu như nó béo nó ngọt quá thì mình sẽ mau bị ngán. Ăn hết 2 miếng mình đem vô trong thùng nước đá. Mình để dành ở đó một hồi mình ăn tiếp. Chứ ăn một lần một hết gần hồi nữa có đâu mà ăn. Đi ghe chưa nó buồn miệng dữ lắm. Không để dành là chưa không có gì ăn đó.